Bây giờ là cụm hầm quân y, khá là ngắn nên là đưa đi ba Phương. Đi luôn mẹ, ngắn mà, trải nghiệm luôn. Rồi đi luôn. Rồi bà ngoại bước cẩn thận nha. Rồi cả nhà có kỷ niệm chui xuống cái hầm quân y ở Củ Chi. Chú bộ đỏ nè. Chú bộ đỏ bị thương mới chở về đây nè, băng bó. Nằm đây nè. Nằm đây băng bó nè. Ủa, đi đường nào? Đi qua bên đó. Nè, đi qua bên đây nè. Đi đó nè, Phương ơi, đi không phải đi bên đó, đi bên đây nè con. Bỏ đây bít lại rồi. Vô đi có mấy mét à, chặn lại rồi. Rồi. Bên có đèn á. Nhà cùng chui vào rồi ba đi đi. Dạ, dạ cùng lắc nha. Lỡ. Anh Thân là đồ thối. Thì ở đây đường này anh Thân không gây thở đường kia. Thở đường này đi. Ây da, đi ra đụng đập. Thì ở đây đường ở đây. Để coi nhiếm. Thì ở đây luôn. Thôi đi ghé. Nhớ giả đây con. Lẹ đi phía. Trời ơi, thương biết bao nhiêu chừng. Đi về mới thấy vã chưa. Bệnh người chuyển vô nhỏ xíu 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 chui vậy đó. Thương quá chừng thương. Rồi. This one very very easy. No more tunnel easier than this one. Đoàn khách du lịch người ta cũng chuẩn bị chui ra. No more tunnel is easier than this one, I promise.